第294 thiên, ngày 294, là tổng công ty cứ đến Việt Nam làm việc. 是总公司派来越南工作的。是总公司派来越南工作。的是总公司派来越南工作的。是总公司派来越南工作的。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét tước dọn dẹp.没来得及打扫收拾。phố người Hoa, 华人街。Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm.左边会有个地下停车场。用手机拍下来。Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. Đùa. 开玩笑. Ngăn trên cùng. 最上面一层. Đồ đạc khác. 其他东西. Y phục truyền thống. 传统衣服. Cảm giác tay rất tốt. 手感很好. Còn cần cái gì? 还需要什么? Kiểu dáng. Khoản sự. Kể cũng phải, ngược lại cũng phải. Tao dễ sự. Không đắt. Bú quẩy. Buồn cười quá. Hó hó xào. Làm thả lỏng không khí một chút. 轻松一下气氛。đi trả tiền. 去付钱。trời, trời ạ. Thiên à. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi. 学了几年中文了。người Đài Loan. 台湾人 tổng công ty cử đến 总公司派来 công việc 工作